Xin chào các em. Hôm nay thầy tiếp tục hướng dẫn các em ôn tập phần chương trình vật lý lớp 11 với đề hôm trước, đó là đề số 34. Chúng ta đã ôn phần lý thuyết và các bài tập trắc nghiệm. Sau đó bây giờ đến đề 35 thì chúng ta tiếp tục ôn tập nối tiếp của đề 34 các em nhé. Chúng ta bắt đầu này. Trước hết thầy trình chiếu cho các em coi lại cái phần kiến thức hết sức đơn giản của lớp 11 như sau. Cái phần thứ nhất là điện tích điện trường. Phần thứ hai là dòng điện không đổi. Dòng điện không đổi là dòng điện một chiều đó. Rồi tiếp tục. Phần số 3 đó là dòng điện trong các môi trường. Như là môi trường kim loại, môi trường dung dịch điện phân, hay là chất khí hay chất bán dẫn. Những phần này thì chúng ta chỉ cần nhớ tên các cái hạt tải điện ở trong các môi trường đó, rồi hướng chuyển động của nó như và thế nào thôi. Và sang phần thứ tư đó là từ trường. Chúng ta chỉ nghiên cứu từ trường của dòng điện nhé, và lực từ. Lực từ thì có hai lực, đó là lực từ tác dụng lên dây dẫn mang dòng điện với lực từ tác dụng lên các điện tích chuyển động. Thì trong tất cả hai trường hợp này ấy, thì dây dẫn hoặc là các điện tích nó phải chuyển động cắt các đường sức từ thì mới có lực, chứ nếu như mà cái dây dẫn đó mà song song hay là dọc theo đường sức là lúc này lực từ không có nghe. Và rằng phần số 5 là cảm ứng điện từ. Các khái niệm từ thông, xuất điện động cảm ứng hay xuất điện động tự cảm. Phần số 6 là công thức của hiện tượng khúc xạ ánh sáng với phản xạ toàn phần. Chương 7 là các dụng cụ quang học, thì lưu ý phần thấu kính, thấu kính hội tụ, thấu kính phân kỳ. Mắt. Thì các em lưu ý công thức tính độ tụ của kính nhé, kính cận nha các em. Các em lưu ý công thức tính độ tụ của kính cận, mắt cận thì em lưu ý là mắt cận thị thì cái số của kính cần đeo như sau. Độ tụ D của mắt cận được tính là bằng trừ 1 chia OCC. OCV nha các em. D bằng 1 trên F. Vậy suy ra tiêu cự của cái kính cận là F bằng trừ OCV. OCV nó là cái khoảng cực viễn của cái người đó. Và bây giờ chúng ta tiếp tục các cái bài tập nối tiếp của đề hôm trước này. Hôm trước chúng ta sửa đến đến cái câu số 15 rồi. Bây giờ chúng ta chuyển sang cái phần đó là phần mạch điện nhé. Mạch điện này là mạch điện một chiều, dòng điện không đổi đó. Cho sửa luôn nha các em. Câu số 15. Điện năng tiêu thụ thực ra là A đấy, và nó cũng giống như là nhiệt lượng tỏa ra đấy. Chúng ta có thể dùng công thức là UIT hoặc là bằng U bình chia cho R nhân với T được. Công thức nào? Nếu em tính theo công thức đầu tiên hay thậm chí là dùng công thức RI bình T cũng được, thì các em phải tính cái Y ra, Y bằng U chia R ra. Thầy dùng theo cái công thức này thì để ta tính một bước thôi nha các em. U bình là 20 bình chia cho R là 10 nhân với 60
40, 46, 24 nên đáp số bằng 2400 joule. Vậy đáp án là câu A. Câu số 16. Phẩy đây là 2 phút nha các em nha. 2 phút là thành là 120 giây. Chúng ta tính theo công thức của định luật Joule-Lenz là Q bằng R Y bình T. Ta bán là câu A nhé. Nhiệt lượng tỏa ra trên một vật dẫn tỷ lệ thuận với điện trở, với bình phương cường độ dòng điện và thời gian dòng điện chạy qua. Câu tiếp theo, câu số 17, hiệu điện thế là U ở hai đầu mạch ngoài, nghĩa là trong cái mạch điện như sau này. Đây là một cái mạch điện kín là gồm chứa cả nguồn điện và chứa điện trở ngoài như vậy. Nguồn điện là số động E, điện trở trong là R nhỏ, điện trở ngoài là R lớn. Chúng ta có công thức của định luật ôm, đó là Y bằng E chia R lớn cộng R nhỏ, nên các em nhân chéo lên là Y nhân R lớn cộng với Y nhân R nhỏ bằng E. Mà Y nhân R lớn thì nó chính là bằng U rồi, đây chính là hiệu điện thế mạch ngoài. Nên bài này đáp án cho chuyển là Y nhân R nhỏ sang bên phải là câu C nhé các em. Tiếp theo câu số 18. Pin 1,5V đấy là suất điện động ấy, chứ không phải là hiệu điện thế đâu các em. Điện trở trong R nhỏ, điện trở ngoài R lớn. Vậy ta dùng cái công thức ở trên này chúng ta đã có rồi. Vậy ta phải y vào. Đáp án câu C. Câu số 19 này. Pin 9V là đấy là suất điện động. Điện trở ngoài là R lớn. Cường độ dòng điện là I, bắt tính điện trở trong. Chúng ta hoàn toàn dùng theo công thức định luật ôm cho toàn mạch là I bằng E chia R lớn cộng R nhỏ. Chúng ta thay số vào là 2 bằng 9 chia cho 4 cộng với R nhỏ này. Vậy ta tính được R nhỏ bằng 0,5. Đáp án là câu B, câu A. Tiếp theo, câu số 20. Hai bóng đèn có điện trở 5 ôm. Bóng đèn nó là một điện trở thôi. Mắc song song với một và nối với nguồn điện thì cường độ là 12 phần 7. Tức là lúc đầu cái nguồn điện nó như vậy này các em này. Có một cái nguồn điện này. Rồi nối với hai bóng đèn, ta coi như hai là hai cái điện trở nha. Thì lúc này cái cường độ dòng điện trong cái mạch chính này là I này. I là bằng 12 phần 7. R này bằng 5 rồi. Nhưng hai điện trở mắc song song là R bộ của nó sẽ bằng là tích chia tổng nhé. Vậy trước hết chúng ta dựa vào cái dữ kiện là đề bài cho, chúng ta phải tính xem là được cái gì. Chúng ta đi tính R tương đương bằng tích là 5 nhân 5 chia 5 cộng 5. Chúng ta sẽ tính được cái R tương đương này là bằng 2,5. Sau đó chúng ta đi tính là suất điện động cùng nguồn. Ta chạy công thức là Y
bằng e chia r lớn cộng r nhỏ, r lớn này là r tương đương nhé. Chúng ta sẽ tính ra e này nó bằng các bạn lấy máy tính và bấm nhá. Cho lấy 2,5 cộng 1 là 3,5 nhân với 12 phần 7 là bằng 6. Vậy ta có e bằng 6. Rồi sau đó tháo một đèn ra thì lúc này cái mạch nó đơn giản hơn là chỉ như vậy thôi các. Thì lúc này suy ra cường độ dòng điện mới sẽ bằng 6 chia cho 5 cộng 1. Vậy ta sẽ bằng 1. Phương pháp làm bài này là trước hết chúng ta đi tính suất điện động của nguồn đã, rồi sau đó ta lấy cái suất ở nguồn đó ta tính cho cái trường hợp 2. Câu số 21. Câu này thì rất là dễ, là hai điện trở mắc song song thì ta có R sẽ bằng R1 nhân R2 chia cho R1 cộng R2. Các em không nhớ không không biết công thức dạng này thì chúng ta có thể dùng công thức nguyên bản của nó là 1 chia R tương đương bằng 1 chia R1 cộng 1 chia R2 thì cũng vậy nha các em. Đáp án bài này là câu B. Câu số 22. Trong thiết bị nào thì điện năng biến đổi thành nhiệt? Biến đổi hoàn toàn nhé. Vậy đáp án là câu C. Bóng đèn neon thì nó vừa biến thành một phần thành nhiệt, một phần thành quang. Quạt điện thì một phần thành nhiệt, một phần lớn thành cơ. Bàn ủi thì hoàn toàn thành nhiệt rồi. Còn ắc quy là một phần biến đổi thành nhiệt, một phần biến đổi thành điện năng mới. Điện năng mới. Ắc quy là cái thiết bị mà có thể lưu trữ được cái điện năng này, chúng ta có thể sạc được điện vào và sử dụng trong một thời gian dài. Đấy là quá trình biến đổi năng lượng của các thiết bị điện này nghe. Tiếp theo câu số 23. Chúng ta dùng công thức là Y bằng Q chia cho T và Y bằng N nhân E chia T, hoặc nếu như chúng ta lấy thời gian T này là 1 giây chẳng hạn thì chỉ bằng N nhân với E thôi. Nhưng mà trước hết ta đi tính Y trước nè. Y lấy 30 coulomb, các em chia cho 2 phút là 120, vậy cái này bằng 0,25. Rồi ta dùng công thức Y bằng N nhân E. Chúng ta sẽ tính được N nhé. Máy chạy là ta lấy 0,25 các em chia cho 1,6 nhân 10 mũ trừ 19 thì sẽ bằng 1,5625 nhân 10 mũ 16. 1,5625 nhân 10 mũ 18 nha. 1,5625 nhân 10 mũ 18 thì các em dịch một dấu phẩy thì nó sẽ là câu B. Ta chuyển thành 10 mũ 17 thì ta chuyển một dấu phẩy sang bên phải. Câu tiếp theo, câu số 24. Câu này là chúng ta chúng ta dùng công thức là Y bằng N nhân E. N là 6,25 nhân 10 mũ 18 nhân với 1,6 nhân 10 mũ trừ 19 đa số là bằng 1 ampere.
Tiếp theo. Câu số 25, bản chất dòng điện trong chất điện phân là dòng chuyển rời có hướng của các ion dương và âm. Nên đáp án là câu D. Chất điện phân như là các dung dịch axit hay là bazơ hay là muối, axit như là HCl chẳng hạn thì nó sẽ điện ly thành H cộng cộng Cl trừ mà, thì đây chính là hai ion đấy, ion dương và ion âm đấy. Bazơ thì cũng vậy. Thì đều là các ion dương và ion âm. Tiếp theo, câu 26. Bài này chúng ta dùng công thức của định luật Faraday. Khối lượng vật chất giải phóng ở hai điện cực M bằng A I T chia cho F N. Với M là khối lượng, A là nguyên tử khối, I là cường độ dòng điện, T là thời gian, F là hằng số Faraday là 96.500, N là hóa trị của cái vật chất đó như là bạc là hóa trị 1. Vậy bài này thời gian 1 giờ các em đổi thành 3.600 nhé. Các em sẽ tính cường độ dòng điện I sẽ bằng I sẽ bằng MFN chia AT. M là 27, F là 96.500 nhân với N là hóa trị 1 chia cho A là 108, T là 1 giờ là 3.600. Các em bấm con số này, 27 nhân với 96.500 chia cho 108 và 3.600, đáp số là bằng 6,7 ampere. Ứng dụng của hiện tượng điện phân này là để điều chế là một này, để mạ kim loại là hai này. Câu số 27 này. Một dây dẫn dài 1,5 m mang dòng điện là 10 A đặt vuông góc với đường sức từ có cảm ứng từ là B. Vậy ta có này, đề bài cho này. L bằng 1,5, I bằng 10, cảm ứng từ là B thì lực từ F bằng B, I L nhân với sin alpha. Vuông góc thì chúng ta bỏ cái sin đi, thay số này. B là 1,2 nhân với 10 nhân với 1,5 nhân với 1. 12 chia nhân 15 là 18. Đáp số là câu A, 18 Newton. Câu số 28 này. Câu này người ta sẽ lừa các em này, dây dẫn này mà lại song song với đường sức là lúc này không có lực đâu, lực sẽ bằng 0 đó. Song song là lúc này alpha bằng 0 rồi nên là sin của 0 nó cũng bằng 0 luôn. Vậy là cái dây dẫn mang dòng điện này đặt trong từ trường ấy là phải đặt sao cho cắt các đường sức từ. Sin góc cũng được mà vuông góc là tốt nhất. Còn nếu như cái dây dẫn này mà lại song song hoặc là trùng với đường sức từ là lúc này không có lực từ tác dụng lên dây nhé các em. Câu số 29. Một dòng điện trong dây dẫn thẳng dài có cường độ là 10 A thì lúc này nó sẽ sinh ra từ trường tại một cái điểm. Ví dụ như dây dẫn Y như vậy thì tại một cái điểm M đây, nó cách dây dẫn 50 cm đấy là R bằng 0,5 m đấy, thì cảm ứng từ bằng bao nhiêu mà. Bài này ta dùng công thức là B bằng 2 nhân 10 mũ trừ 7 nhân với Y chia cho R. Y là 10 chia R là bằng 0,5. Và đa số là bằng 4 nhân 10 mũ trừ 6 Tesla. 4 nhân 10 mũ trừ 6.
Trong quá trình các bạn giải song song với thầy thì các em có thể, nếu như chúng ta tự tin thì các em có thể là tắt tiếng đi, chúng ta chỉ làm song song để chúng ta so dò đáp án. Đáp án bài này nó là câu A. Câu tiếp theo, câu số 30. Dòng điện chạy trong một vòng dây tròn N bằng 20 vòng, bán kính R bằng 0,2, cường độ là Y. Cảm ứng từ tại tâm vòng dây bằng bao nhiêu? Ở trên bài trên là cảm ứng từ B. Ở bài trên là 2 nhân 10 mũ trừ 7 nhân với Y chia cho R. Thì bây giờ dòng điện trong dây tròn là cam thêm pi vào thôi, là 2 pi nhân 10 mũ trừ 7 nhân với Y. Nhưng chia cho R này là R lớn là bán kính nhé. Nhưng mà đây là tính cho một vòng dây, còn nếu có nhiều vòng dây thì cảm ứng từ nó gấp lên và nhân N nữa. Rồi sau đó các em bấm máy tính. Các em bỏ pi ra ngoài đi, ta bấm 2 đó, 2 nhân 10 mũ trừ 7 nhân với Y là 10 chia cho R là 0,2 ở nhân với 20 vòng thì nó sẽ là bằng 2 nhân 10 mũ trừ 4. Vậy bằng 2 nhân 10 mũ trừ 4 Tesla, 2 pi nhé, số thêm pi vào. Cái bài này chữ P này ý là pi đấy. Vậy thì nó là đáp án gì nhé? Muốn đổi thành mili Tesla là mili là trừ 3 nên nó sẽ thành 0,2 pi nhân 10 mũ trừ 3 Tesla, trừ 3 này là mili. Vậy đáp án là câu A kìa. Các em lưu ý nó bị lỗi cái phông chữ là chữ pi đấy. Câu số 31. Biết Q, biết B, biết V và vuông góc rồi, lực Lorentz. Lực Lorentz là lực từ tác dụng lên các điện tích chuyển động trong từ trường. Ta có công thức F bằng Q VB sin alpha 3,2 nhân 10 mũ trừ 19 nhân với V là 10 mũ 6 nhân với B là 0,5 sin alpha thì bỏ đi luôn. Nên đáp số này nó ra bằng 1,6. Nó có 1,6 là đáp án là B này. Câu tiếp theo. Câu số 32. Khung dây hình vuông. Hình vuông là chúng ta sẽ tính được diện tích của nó nhé. Cạnh là A bằng 20 cm, các em đổi bằng 0,2 m. Cảm ứng từ B bằng 1,2 và vuông góc thì từ thông phi bằng bao nhiêu? Phi bằng B nhân S nhân cos alpha. Nhưng vuông góc thì chúng ta bỏ cos alpha bởi vì lúc này từ thông lớn nhất. Vậy thay số vào, B là bằng 1,2, S là hình vuông nên là diện tích bằng cạnh bình 0,2 bình phương. 4 nhân 1,2 là 48. Đáp án nó là câu A nha, 0,048, đơn vị là VB, đơn vị là VB. Câu số 32. Khi cho nam châm chuyển động qua một mạch kín, qua một cái khung dây khép kín ấy, thì trong mạch đó sẽ xuất hiện một dòng điện cảm ứng. Đây chính là hiện tượng cảm ứng điện từ đấy. Cho nam châm nó quay hoặc là di chuyển lại gần hoặc ra xa đấy, trong cái thí nghiệm ở lớp 11 ấy. Thì trong quá trình này có sự chuyển hóa năng lượng, đó là từ cơ năng thành điện năng. Cơ cho chuyển động, nam châm chuyển động là cơ năng chuyển thành điện năng. Như vậy. Tất nhiên khi đó mà tay chúng ta cầm cái nam châm, chúng ta di chuyển lại gần hoặc ra xa là chúng ta
là lúc này tay chúng ta sẽ cảm giác thấy là di chuyển cái nam châm này nó không không dễ dàng đâu, nó không dễ dàng giống như chúng ta cầm một cái cục gạch chúng ta di chuyển đâu, bởi vì lúc này có hiện tượng đấy và nó chống lại cái chuyển động của tay á, tay chúng ta sẽ thấy là chúng ta sẽ thấy mỏi tay hơn so với trường hợp cầm một vật khác. Cơ năng chuyển hóa thành điện năng, nói chung máy phát điện ấy là nó sẽ chuyển các cái dạng năng lượng khác thành điện năng, kể cả cơ năng rồi kể cả hóa năng, như là ở trong ắc quy chẳng hạn là hóa năng chuyển thành điện năng, hoặc là pin năng lượng mặt trời thì quang năng thành điện năng. Câu số 34, khung dây hình vuông cạnh 20 là các em sẽ tính được cả S nhé, lấy bằng 0,2 bình lên. Không phẩy năm giây là thời gian delta t đấy, à 1/5 đấy. Cảm ứng từ là giảm từ 1,2 tesla về không thì các em tính được delta b, delta b lấy b2 trừ b1. Suất điện động cảm ứng EC bằng trừ delta phi chia delta t, nhưng người ta hỏi độ lớn thôi. Độ lớn EC sẽ bằng là chi đối. Và ta cứ đi tính, ta đi tính cái giá trị của nó đây đã, rồi suy ra độ lớn sau. Vậy nó sẽ bằng phi là bằng b nhân với s như cos alpha thì ta bỏ cos đi. Vậy thì bằng s nhân với delta b chia delta t thôi. S là bằng 0,04, delta B là bằng 1,2 chia cho delta T là 1/5 đấy. Vậy ta sẽ bằng là bao nhiêu? Các em lấy máy tính bấm này. 0,04 nhân với 1,2 chia 0,2, đa số là bằng 0,24 volt. Vậy câu này loại, câu này loại, câu này loại. Vậy chúng ta đoán nó là câu A rồi. Chúng ta đoán bởi vì BCD là nó không hợp lý rồi. Câu số 35. Muốn cho một khung dây kín xuất hiện suất điện động cảm ứng thì chỉ cần làm sao cho từ thông biến thiên thôi là được rồi. Vậy câu C là tổng quát nhất, chính xác nhất nha. Còn từ thông biến thiên bằng cách nào thì có thể cho nam châm nó di chuyển hoặc là nó quay, hoặc là cho khung dây di chuyển hoặc là quay. Câu 36. Hệ số tự cảm đơn vị là Henry. Tesla là đơn vị của cảm ứng từ B. Henry là đơn vị của L, VB là đơn vị của từ thông, còn Farad là đơn vị của tụ điện C. Thầy nhắc lại, cảm ứng từ đơn vị là Tesla, độ tự cảm đơn vị là Henry, từ thông đơn vị là VB, tụ điện C đơn vị là Farad. Câu số 37, suất điện động tự cảm là EC bằng trừ L nhân delta I chia delta T. Cái này nó lỗi cái phông chữ này. Đáp án là câu A. Câu số 38. Một khung dây cho tiết diện rồi, tiết diện S này là đơn vị cm vuông, là các em phải đổi ra mét vuông bằng cách là chia cho 10.000 nhé, hoặc nhân với 10 mũ trừ 4 cũng được. Trong công thức từ thông phi bằng B nhân S nhân với cos alpha thì các em lưu ý là giả sử đây là mặt phẳng khung dây có đường sức từ nó xuyên từ dưới lên trên, đây là cái điểm tiếp xúc đây, đây là đường sức từ B đây, thì cái góc
Dưới này này, góc dưới này là góc hợp bởi đường sức và mặt phẳng khung dây, là góc này 30 độ. Nhưng trong công thức thì alpha lại là góc hợp bởi pháp tuyến này. Đây là n là vectơ pháp tuyến này. Với đường sức thì góc này mới chính là cái góc của công thức là alpha. Vậy là alpha lúc này bằng alpha bằng 60 chứ không phải 30 nha nhé. Và alpha bằng 60. Ta thay vào có như sau. B là bằng 5 nhân 10 mũ trừ 2 nhân với S là 1,2 nhân 10 mũ trừ 4 nhân với cos của 60. Cos 60 là nó bằng 1/2 đấy. Máy tính chạy này. 5 nhân 10 mũ trừ 2 nhân với 1,2 nhân 10 mũ trừ 4 nhân với cos 60. Nếu như các bạn để độ thì máy tính chúng ta chuyển sang độ nhé em. Đa số là 3 nhân 10 mũ 3 nhân 10 mũ trừ 6 à? 3 nhân 10 mũ trừ 6. Trong này phải sai 12 nhé, 12 nhân 10 mũ trừ 4 đúng không? Đa số là 3 nhân 10 mũ trừ 5. Đáp án là câu D. Tiếp theo. Câu số 39. Cái câu 39 này nó bị mất cái đồ thị rồi nên là chúng ta bỏ câu 39 đi nha các em nhé. Ta sang câu số 40 này. Khi chiếu ánh sáng đơn sắc từ chân không là chiết xuất n bằng 1 nha. Chân không là n1 bằng 1 vào môi trường trong suốt khác với góc tới là y bằng 45 thì góc khúc xạ r nhỏ bằng 30. Chiết xuất tuyệt đối của môi trường này là N2 bằng hỏi chấm. Ví dụ trong cái hiện tượng khúc xạ như sau này. Đây là mặt phân cách giữa hai môi trường này. Đây là tia tới này. Còn đây là tia khúc xạ này. Còn cái đường nét đất này, cái đường nét đất này là đường phát tuyến đấy. Thì ta có như sau. Tia tới SI, điểm I là điểm tới này. Thì tia khúc xạ là IR. Ngoài ra nó còn có một cái tia nữa hướng lên ấy, tia này là tia phản xạ nha các em. Nhưng giờ bài này ta không quan tâm đến tia phản xạ. Cái góc Y đây là góc tới này. Góc R là góc khúc xạ này. Môi trường trên là môi trường N1, môi trường dưới là N2. Ta dùng công thức khúc xạ là N1 sin Y bằng N2 sin R. Để ta sẽ kiếm được N2 nhé các em. Bài này cứ dùng công thức ráp vào thôi, đa số nó bằng cái này nó bằng 1,4. Vậy là căn 2 rồi. Tiếp theo, chiết xuất tuyệt đối của một môi trường n luôn lớn hơn hoặc bằng 1. Cụ thể là môi trường chân không là môi trường tuyệt đối nhất đấy, ta quy ước là chân không là bằng 1. Không khí thì nó lớn hơn một một xíu ta cũng có thể lấy bằng một được, còn ngoài ra các môi trường khác chiết xuất tuyệt đối đều lớn hơn một hết. Còn chiết xuất tỷ đối là tỷ số ấy, tỷ số là phép chia ấy, thì có thể lớn hơn có thể nhỏ hơn. Ví dụ như n21
tức là đây là chiết xuất của tỷ đối của môi trường 2 so với môi trường 1 thì sẽ bằng 1 chia N12. N12 là chiết xuất tỷ đối của môi trường 1 so với môi trường 2. Câu số 42. Khi chiếu một tia sáng từ nước ra ngoài không khí, phản xạ toàn phần xảy ra với góc tới bằng bao nhiêu? Các em lưu ý khi giả sử mặt nước đây, khi chiếu ánh sáng từ dưới nước lên thì có các tia như sau. Giả sử đây là tia tới đây thì có thể nó sẽ xuất hiện tia khúc xạ như vậy, và tia cũng có tia phản xạ như vậy nữa các em này. Đó, vậy là một tia tới tới mặt phân cách thì một phần xảy ra khúc xạ, một phần xảy ra phản xạ. Nhưng nếu như ta dùng một cái tia tới với góc lớn quá như vậy thì lúc này sẽ không có tia khúc xạ đâu, mà toàn bộ tia sáng sẽ bị phản xạ xuống dưới như vậy nha các em. Hình thứ nhất. Và hình thứ nhất là vừa có tia phản xạ vừa có tia khúc xạ, nhưng hình số 2 thì chỉ có tia phản xạ thôi, không có tia khúc xạ. Thì cái hình số 2 này là đã xảy ra hiện tượng phản xạ toàn phần rồi. Các em thấy góc tới Y2 này nó lớn hơn, còn góc Y1 này nó nhỏ này. Với những góc tới nhỏ thì sẽ có tia khúc xạ, còn với những góc tới lớn thì không có tia khúc xạ nữa, toàn bộ tia sáng bị phản xạ xuống dưới. Nhưng bao nhiêu thì đủ, bao nhiêu thì vừa xảy ra phản xạ toàn phần, thì chúng ta nhớ điều kiện là sin của y giới hạn bằng n2 chia cho n1. N2 là không khí, là phía trên đấy, là một đấy. N1 là 4/3. Các em giải cái này ra y giới hạn sẽ bằng nha. Chúng ta bấm shift sin của 1 chia 4/3 sẽ bằng là sin của 1 chia cho 4/3 sin. Bốn phần ba thì bằng 0,75, nó bằng 0,84. À, thầy lộn rồi, thầy đổi máy tính thành radian nhé. Nó bằng 48 độ, 48,6 độ. Vậy để xảy ra phản xạ toàn phần thì góc tới y phải lớn hơn hoặc bằng y giới hạn, nên phải lớn hơn hoặc bằng 48,6. Thế thì ta chọn câu C cũng được rồi em, ta không cần dấu bằng nữa cũng không sao hết đấy, 49 là cũng được rồi. Ta sang phần tiếp theo, bài 43. Thấu kính là một khối chất trong suốt được giới hạn bởi hai mặt cong nhé. Đáp án này là câu D. Tài lấy ví dụ như sau, đây cũng là một thấu kính này. Ví dụ như là hai mặt lồi như thế này thì nó sẽ tạo thành thấu kính hội tụ, hoặc một mặt phẳng, một mặt lồi như là đây cũng là một thấu kính hội tụ, hoặc là hai mặt lõm như này thì đây là thấu kính phân kỳ, giống như kính cận này. Cái kính cận thì nó giống như này, đây là thấu kính phân kỳ. Hoặc là một mặt cong lồi nhưng mà lồi ít, một mặt cong lõm,
lõm nhiều như vậy. Thì đây cũng là thấu kính phân kỳ nha. Câu tiếp theo, câu số 44. Khi qua thấu kính hội tụ, nếu vật cho ảnh ảo thì sao nhé? Ảnh ảo thì chắc chắn là sẽ cùng chiều lớn hơn vật và nằm ở phía trước của thấu kính. Giả sử thầy có cái hình vẽ sau này. Đây là trục chính nè. Giả sử đây là một thấu kính nè. Thấu kính hội tụ à. Giả sử một cái vật đây. Bây giờ vẽ đường đi của tia sáng này. Tia thứ nhất đi qua quang, đi song song với trục chính, thì nó sẽ đi qua tiêu điểm chính. Giả sử tiêu điểm chính ở chỗ này nhé em. Tia thứ hai đó là tia tới đi qua quang tâm ô thì chuyển thẳng. Phải nhắc lại này, cái điểm ô này là quang tâm, đây là vật, này là vật AB. À, tiêu điểm nó nằm ở đây này. Để cho tiêu điểm nó khá xa này, tiêu điểm F này, còn bên này là F phẩy. Tia tới song song với trục chính thì cho tia ló đi qua tiêu điểm chính F phẩy, tia tới đi qua quang tâm ô thì chuyển thẳng. Và các thầy em thấy là hai cái tia ló này càng ngày nó càng xa nhau, nó là trùm phân kỳ rồi. Thì làm sao để có ảnh được, thì chúng ta sẽ nối kéo cái đường nét đứt về ngược về phía này các em. Ở đây cũng thế, kéo ngược về phía này. Vậy các em thấy nó cắt nhau tại điểm phía trước này, thì đây chính là ảnh ảo đấy. Đây chính là ảnh ảo của cái vật kia. Và các em thấy là cái vật AB nó quay lên trên thì cái ảnh A phẩy B phẩy này nó cũng quay lên trên, nghĩa là nó cùng chiều và rõ ràng nó lớn hơn rồi. Đáp án là câu A nhé. Ảnh lớn hơn vật và nằm phía trước thấu kính. Đây chính là ứng dụng của kính lúp đấy. Khi chúng ta nhìn qua kính lúp thì cái dòng chữ nó to hơn, nó là ảnh ảo đó, và nó không bị lộn ngược. Vậy là ảnh này là cùng chiều với vật. Câu số 45. Chúng ta dùng cái công thức là 1 trên F bằng 1 trên D cộng 1 trên D phẩy. Ta có vật đặt trước thấu kính có tiêu cự 30, tiêu cự là F bằng 30 nhé. Và đặt cách một khoảng 60, nghĩa là D đấy, bằng 60. Vậy ta bấm 1 phần 30 bằng 1 phần 60 cộng 1 trên D phẩy. Vậy các em tính được là D phẩy lúc này nó bằng cũng bằng 60 luôn. D phẩy bằng 60, dương 60 nghĩa là cái ảnh này là ảnh thật. Ảnh thật sẽ nằm ở phía sau thấu kính và cách thấu kính 60 cm. Như vậy, nếu như chúng ta vẽ hình của thấu kính trong trường này thì như sau này các em. Giả sử ta có cái vật đây, vật AB, vẽ đường đi ánh sáng như sau này, tia tới song song với trục chính, thì tia ló đi qua tiêu điểm chính. Giả sử tiêu điểm chính ở chỗ này, rồi tia thứ hai, tia đi qua quang tâm ô thì chuyển thẳng. Đó. Thì lúc này ta sẽ có hai cái tia ló đây, nó cắt nhau, thực sự nó cắt nhau ở điểm này, thì đây chính là ảnh này. Quang tâm ô này, lúc này tiêu điểm nó ở chỗ này nhá, thầy cho tiêu điểm F ở chỗ này nhé. F và F phẩy này. Tia tới song song với trục chính, tia ló đi qua tia điểm chính,
tia tới xong đi qua quang tâm ô, tia ló đi thẳng. Vậy hai tia ló này nó cắt ở đây. Đây chính là A phẩy, B phẩy. Khoảng cách này bằng 60. Khoảng cách này cũng bằng 60 luôn. Ảnh này là ảnh thật cùng chiều lớn bằng vật và độ phóng đại là k bằng âm 1, dấu âm bởi vì là ảnh nó bị ngược chiều ấy. Tiếp theo ta sang câu số 46. Thấu kính phân kỳ là F, nó ghi là tiêu cự 20 nhưng mà F bằng âm 20 đấy như kia. Thấu kính phân kỳ là F âm. Chúng ta lưu ý một điều này nhé. Và D vật cách thấu kính 60. Vậy ảnh ở đâu? Ta dùng công thức là 1 trên F 1 chia âm 20 bằng 1 chia D cộng 1 chia D phẩy. Chúng ta tính được là D phẩy sẽ là dương hay âm. Nếu âm là ảnh ảo đấy, chắc chắn là số âm rồi. Và nó ở phía trước thấu kính. 1 chia 60, 1 chia ra âm 20, trừ 1 chia 60, rồi lấy 1 chia n bằng âm 15, đa số là âm 15. Nghĩa là ảnh này là ảnh ảo ở phía trước thấu kính và cách thấu kính 15 cm. Câu số 47 này. Qua thấu kính hội tụ F bằng 20, F bằng dương 20. Một vật đặt trước thấu kính là D bằng 60 sẽ cho ảnh cách vật bao nhiêu? À, ảnh cách vật nha. Đây là thấu kính đây, đây là vật đây, đây là ảnh đây. Thì người ta hỏi là hỏi khoảng cách từ vật tới ảnh này. Trước hết chúng ta dùng cái công thức thấu kính, các bạn sẽ tính D. Tại cách tính nhanh nhé, D phẩy bằng tích chia hiệu nhé, bằng DF chia D trừ F. 60 nhân 20, 60 trừ 20, cái này bằng 30. Các em nhìn cái khoảng cách này này, khoảng cách từ vật tới thấu kính là 60, từ ảnh tới khúc thấu kính đoạn này là bằng 30. Vậy khoảng cách L bằng D cộng D phẩy bằng 90. Đáp án là câu A. Các bài khác làm tương tự nha. Ta làm nốt bài cuối cùng là bài số 48 này. Ảnh ngược chiều là ảnh thật đấy. Cách vật. Ảnh cách vật 100 là L đấy. L bằng 100 đấy. Và cách kính là 25. Chúng ta nhìn luôn cái hình ở trên luôn nha các em nhé. Ở khoảng cách L này, khoảng cách này là bằng 100 này. Và cách kính 25 là khoảng cái này là 25. Vậy ta có là ta có D phẩy là bằng 25 rồi. Vậy suy ra D sẽ bằng 75. Vậy người ta hỏi là thấu kính gì này, tiêu cự bao nhiêu? Đương nhiên là đây phải là hội tụ rồi nha. Chúng ta dùng công thức là 1 trên F bằng 1 trên D cộng 1 trên D phẩy. Hoặc là tính nhanh là F bằng tích chia tổng. Ta lấy 25 nhân 75 chia ra 25 cộng 75. Tích chia tổng này. 25 nhân 75 chia 100 bằng cái này là bằng 18,75. Thấu kính hội tụ. Thấu kính hội tụ là sẽ cho ảnh thật đấy và sẽ ngược chiều. Nói chung ảnh ngược chiều là ảnh thật rồi. Thấu kính hội tụ. Bài học hôm nay đến đây là hết. Thân ái chào các em. Các bài tập còn lại các em sẽ tự làm nhé. Cũng dễ thôi, không có gì nhiều cả.